Ok, xin chào anh chị em. Hôm nay là buổi nhận định thị trường ngày 5 tháng 2 năm 2024 nhằm ngày 26 âm lịch. Thì không biết là mọi người là đã chuẩn bị Tết tới đâu rồi ha. Thì mình chính thức là chỉ còn hai phiên giao dịch nữa thôi là mình sẽ tới kỳ nghỉ Tết. Chúng ta sẽ quay lại thị trường vào ngày 15 tháng 2 năm 2024 nhằm ngày mùng 6 âm lịch là thị trường mình bắt đầu mở cửa lại ha. Thì cũng như những lần trước thôi, mình có nhắc là ngày 15 tháng 2 đó cũng chính là ngày đó em phát sinh luôn. Nên là anh chị em hết sức là lưu ý những cái mốc thời gian này. Hôm nay là một ngày thị trường mình tăng điểm rất là mạnh và điểm số lại tới từ dòng ngân hàng. Thì ở nhịp lần trước á, mình cũng có nói là dòng ngân hàng đa số một số mã đã về nền. Về nền là sao? Ví dụ như là SHB chẳng hạn. Tuần vừa rồi SHB mình giảm điểm khá là mạnh. Tuy nhiên thì SHB cũng về nền rồi. Mọi người để ý SHB cũng về nền, đó là nền 11.3. Đây là nền lần trước mình có nói mọi người. Tuy nhiên mình vẫn giữ cái quan điểm là SHB nếu mà muốn tăng thì mình nghĩ khó mà tăng mạnh trong cái thời gian này được. Mình có thể lấy một cái ví dụ một xíu, đó là về mã KBC. Đây thì KBC mặc dù là có phục hồi sau phiên ngày 22 tháng 1, tuy nhiên thì để mà tăng ngay luôn á thì mình nghĩ là chưa có tăng ngay được. Thì ở nhịp lần này mình có thể là chọn những mã ngân hàng mà vẫn còn giữ được form chạy. Mọi người thấy như ACB, lần trước mình có khen ACB là một trong những mã rất là mạnh trong dòng ngân hàng. Mọi người để ý là hầu như là những mã ngân hàng nhịp vừa rồi chỉnh khoảng tầm 5% tới 7%. Tuy nhiên á thì ACB vẫn giữ được form và vẫn giữ được chart. Mọi người có thể cái form này mọi người để ý thấy khá là giống với một mã, đó là HG, là sideways và bứt lên khỏi nền. Thì ACB hiện tại là cũng đang gần như vậy nhé. Gần như vậy thôi, mình không nói là như vậy. Thì khả năng ECB mình vẫn còn sẽ có những cái nhịp tăng mới. Tại vì hiện tại là ECB đang bứt ra khỏi nền rồi. Nếu mà xét theo về góc độ kỹ thuật của ECB, sắp tới ECB sẽ có một ngưỡng hỗ trợ khá là chắc, đó là 26.7. Hoặc là một mã nữa, ví dụ như MB Bank chẳng hạn. MB Bank thì sau khi mà MB đã hoàn thành cái trend này nè, cái trend ngang và đã bứt ra khỏi cái trend này thì mọi người thấy là có retest lại và hôm nay thì cũng tăng rất là mạnh, là tăng hơn 5% lận. Đây là những mã rất khỏe và MB mình nghĩ là sắp tới sẽ có những cái nhịp gần giống đợt đầu tháng 1 năm 2024 á, sẽ có những cái nhịp tăng như vậy. Hay là mình coi qua ví dụ như OCB chẳng hạn. OCB mình cũng nền khá là cứng ở cái vùng là 13.6, 13.5. Đây là vùng nền rất là cứng của OCB. Về nền ở đây thì cũng bật rất là tốt. Cản của OCB tiếp theo sẽ ở vùng 15.7 ha. Và mình nghĩ cái nhịp lần này á, mọi người vẫn phải cược thôi, cược tại nền. Và ngân hàng sẽ là một trong những lựa chọn mình nghĩ là ok. Nếu mà về nền mọi người có thể là mọi người cược mua được, hay là MSB chẳng hạn cũng về được nền, đó là nền 13.5. Đây nền 13.5, cái nền màu xanh da trời đây. Ai mà học theo lớp của mình, lớp IT, thì mọi người biết là cái nền mà màu xanh dương này nè khá là cứng ha. Thì MSB ở nhịp này á sẽ nâng vùng nền lên, đó là vùng 13.7 sẽ là vùng hỗ trợ tiếp theo. Mình nghĩ chắc sẽ không có quay lại 13.5 thêm lần nào nữa đâu. Hôm nay thì đa phần là các mã ngân hàng tăng rất là tốt. Hôm nay có CTG ngoại thương tăng. Trần thì tăng trần như vậy thì cái ngưỡng cản tiếp theo của CTG sẽ nằm đâu đó ở ngưỡng đỉnh, đó là 36.5. Thì ai mà nắm được những cái vùng nền ở dưới đó, mọi người có thể nắm tiếp. Hiện tại thì chưa có một cái tín hiệu nào xấu đối với dòng ngân hàng cả. Ngay cả như Liên Việt Bắc Banh này, cũng hiện tại là đang phản ứng lại với vùng
đỉnh trước đó, đó là vùng 18.5. Còn hiện tại thì chưa có một tín hiệu nào nhé, chưa có xác nhận một tín hiệu nào hết. Tất cả đều bữa nay đều tăng dần về vùng đỉnh hết rồi. KB thì đang ở cái ngưỡng cản, đó là vùng 21.4. Mọi người thấy là sau khi mà bứt được được khỏi nền đó là 19.9 thì VIP cũng có sideways đi ở phần này một thời gian rồi, là khoảng 1 tháng rồi. Thì việc bứt nền này thì có thể, nếu mà ai mà chưa có mã nào mua thì mình có thể chờ VIP mình tăng vượt khỏi 21.4 thì tuần sau mình có thể mình mua, là tuần sau Tết đó, mình có thể mình mua được. Mình đi về chồng trứng thì hôm nay mình thấy có một mã mọi người có thể mua mới, đó là VND. Mặc dù là ngưỡng cản của VND đâu đó là khoảng 22.6, tuy nhiên VND thì nhịp này mình nghĩ là sẽ bứt lại, bứt được cái vùng nền này thôi. Đấy rồi. Ngồi chờ mình xíu nha. Rồi VND, hôm nay thì VND là có xác nhận sẽ có một cái chiều hướng tăng, và khi mà đi nền như vậy á, đi nền là từ tháng 12 tới giờ, mình nghĩ hoàn toàn VND có khả năng sẽ bứt được cái nền 22.7. Đây sẽ là điểm mua của mình. VND thì hôm nay mọi người có thể mua ETC, hoặc là ngày mai mọi người cũng có thể mua được, mua cược được, cược break nha. Còn nếu mà ai mà an toàn hơn á, mọi người có thể chờ vượt được khỏi 22.7 có retest lại mọi người mua vẫn được. SSI là một trong những mã chứng khoán mà đang giữ được form chạc khá là ổn. SSI và VCI hiện tại đều đang giữ được form chạc. VCI hiện tại là form của mình đang giữ ở vùng này, thì cái vùng hỗ trợ của mình cũng sẽ loanh quanh đâu đó là lát nhỉ, cho mình một xíu nhé. SSI thì đâu đó 34.5 sẽ là vùng hỗ trợ, còn VCI thì vùng 42.5 sẽ là vùng hỗ trợ. Nhịp này thì mình nghĩ khả năng cao là VND sẽ bứt lên được vùng trên. Mọi người để ý VND nhé. Và cái dòng tiền của mình á, sau khi mà kéo banh thì đa phần sẽ để ý tới dòng chứng. Về SHS thì cái vùng 17.3 đây là sẽ là vùng hỗ trợ của SHS này. VIX hiện tại thì sẽ có một cái ngưỡng hỗ trợ, đó sẽ loanh quanh khoảng 16.9. Đây sẽ là vùng retest lại của vùng này, 16.6 tới 16.9. Kéo banh thì đa phần có thể là sẽ quay lại trứng. Ôi, mình đi ai đi tím à. Mình đi một số mã về bất động sản. Hôm nay bất động sản của mình thì cũng chỉnh tương đối nhẹ, cũng không có quá mức sâu, tương đối nhẹ. Về KBC thì hiện tại nền nhé, nền hỗ trợ nhịp này KBC có thể là hỗ trợ là 31, 30.9, 31. Nếu mà ai mà muốn mua thì mình nghĩ là nền đó mọi người có thể mua được, thay vì mọi người chờ kiểu là mọi người FOMO lên. Còn vùng nền cứng của KBC nhịp này chắc chắn vẫn là vùng 30.2, không có đổi ha. ADC thì vùng hỗ trợ ở nhịp này sẽ là vùng 53.9. Đây là những mã mà mình review khá là kỹ ở video vào cuối tuần vừa rồi, mọi người có thể coi lại. Hôm nay mình đi thêm thôi. Dầu khí mình vẫn nghĩ là BVD sẽ có một cái nhịp đánh khá là tốt. BVD hoàn toàn có thể mua mới được của ngày hôm nay, và có thể là sẽ lít được dòng dầu khí ở nhịp lần này. Nhưng mà mọi người thấy là hiện tại á, là đang có hơi chút, mình có hơi chút lấn cấn, đó là tại vì dòng banh đánh thì chắc chắn những cái dòng thêm về phòng thủ như là dầu khí thì nó sẽ ít cái cơ hội và ít đất diễn hơn. Nhưng mà BVC, BSR hiện tại vẫn đang đi quanh nền. Nền BVC hiện tại đây là 14.2, chưa có ngại. 14.2 là một vùng nền khá là cứng đối với BVC, chưa có vi phạm gì hết. Vùng nền này là
vùng nền cực kỳ cứng của BVC. BVT BVT cũng đang như nhóm tăng lại. BVT vùng nền là 25.9. Đây là vùng nền của BVT đây. 25.9 nhá. Nếu đánh kiểu này thì mình nghĩ là nhóm dầu khí có thể là sẽ có một khả năng là sẽ có một một nhịp nhịp đánh lên, hy vọng vậy thôi. Nhưng mà tốt nhất mọi người nên mua ở nền, mình nghĩ là những cái nhịp này mọi người nên mua ở nền thì sẽ tốt hơn. Ở hôm nay thì mình có nhóm vận tải buổi sáng cũng tăng rất là tốt, tuy nhiên HAH cũng bị dội lại thì cũng không có tăng được tới hết tới cuối phiên. Tuy nhiên thì cái nền 38.5 này của HAH mình thấy khá là ổn để mọi người có thể tham gia HAH. VOS thì VOS thì cái vùng 12 hiện tại vẫn đây là một cái vùng gì đó nó hơi lạ của VOS, tại vì ngày hôm nay thì cũng chưa có đánh lên hẳn. Buổi sáng nay thì mình thấy là VOS tăng có khi lên tới là 12.2, 12.15 thì và giữ được nhịp nhé. Quan trọng là giữ được cái sức mạnh đó tới gần buổi chiều luôn. Tới phiên buổi chiều thì mình nghĩ là VOS đã vượt được rồi. Tuy nhiên thì tới cuối giờ lại bị bán lại. Thì hiện tại là VOS vẫn chưa có xác nhận là vượt được ha. Ngoài ra thì chỉ có HAH là vượt được nền thôi, là 38.5 thôi. PVT thì nhịp này có thể là sẽ đánh theo dòng vận tải. Dòng vận tải thì mình vẫn thấy là cái kỳ vọng của mọi người về cái việc mà giá vận tải lên thì mọi người cũng không có kỳ vọng nhiều ở cái việc mà địa chính trị, những cái diễn biến ở Biển Đỏ, căng thẳng Biển Đỏ, thì mình thấy là khi mà tin ra thì cái dòng vận tải biển đó, nó cũng không có gọi là không có đánh lên nhiều. Nên là không không biết là sắp tới là kỳ vọng như thế nào về dòng này, mình cũng không có nghĩ là chưa chưa có kỳ vọng sao để gọi là tăng mạnh. Post thì nếu mà tăng lên khoảng 12.5 thì mình nghĩ mọi người bắt đầu mọi người mua nó sẽ an toàn hơn khá là nhiều. Hôm nay thì đa phần là những dòng về thiên về phòng thủ thì không có đất diễn, ví dụ như là điện thì hôm nay thì điện cũng đa số là chừng đỏ. NT2 thì vẫn loanh quanh nền thôi ha. NT2 thì vẫn loanh quanh nền, nền là 25.3 luôn. NT2 chưa vi phạm gì hết. Bao thì mình thấy nhịp này bao đánh bắt đầu lên dần và có dấu hiệu hơi xấu. Hơi lem ở cái trang dưới. Đầm Phú Mỹ. Để mình coi là cái Đầm Phú Mỹ thì hôm nay cũng cố gắng lên lại được 1% để có thể là lên được cái trendline, cái cản rồi. Thì mình nghĩ nếu mà bạn nào mà thích cái mã này á, Đầm Phú Mỹ mọi người có thể mua được, và hy vọng Đầm Phú Mỹ sẽ theo gót chân của Đầm Cà Mau. Đầm Cà Mau hiện tại đang ở cái vùng trên này 43.3 nếu mà so với giá của Đầm Phú Mỹ. Còn Đầm Cà Mau thì vùng nền hiện tại đang là vùng 31.9. Nên là nếu mà ai mà thích thì mình nghĩ là mọi người chọn Đạm Cà Mau sẽ có một cái sức mạnh hơn, sẽ khỏe hơn Đạm Phú Mỹ ở nhịp này. Đạm Cà Mau thì nếu mà kéo mạnh lên được bên trên á thì có thể là lên được 36, hiện tại là đang 32.5, có thể lên được 36.5, lên được 4 giá. 10%. CV và Đức Giang. CV thì mình nghĩ có khả năng là sẽ đánh theo đầu năm 2022 nhé. Thì CV sẽ có một mốc giá target là khoảng tầm 62. Mình vẫn giữ mốc target cũ. Hiện tại thì chưa có gì xấu cả. Nếu mà ai giữ thì giữ, còn hiện tại là không có nền nhé. Nếu là mua mới thì không có nền mua mới rồi. Mua mới thì mình nghĩ bắt buộc là phải mua ở nền. Thì mọi người giữ thì sẽ tốt hơn. HBC thì sàn là do tiên có thể là hủy niêm yết nên là sàn. Về một số mã ví dụ như là
LCG đi. LCG mình thấy cái nền này, mọi người thấy là tuần trước là đã vượt khỏi nền là 16 12.65 này. 12.65 quanh đây, đây sẽ là vùng mua cho mọi người. Còn cái vùng 13.6 á, đây sẽ là vùng cản. Đánh gần giống như SHB nhịp rồi, gần giống SHB. Cái con về đầu tư công, cái con thì yếu nhá. Cái con cái mốc mốc cản chính á, là sẽ là vùng 14.3. Mà cái mốc này mà cái con hiện tại là đánh, mình thấy đánh yếu. HHV thì vẫn loanh quanh ở nền thôi. Nền HHV đang là 15.4. Đang loanh quanh nền, xấu thì chưa xấu nhưng mà đẹp thì chắc chắn không đẹp, độ sideways. SB thì đây một cái biên khá là rộng, nhưng mình sẽ nâng cái biên này lên một tí. Vùng 27.6 là vùng hỗ trợ và vùng 31.2 sẽ là vùng cản. Ok. Rồi được rồi. Mình nghĩ sắp tới nếu mà kéo theo nhịp này mà ủng hộ thì có thể là sẽ tới dòng chứng. À, có một mã ví dụ GVR. GVR thì hiện tại thì cũng sẽ sideways nhé. Mình nghĩ sẽ sideways thôi. Ai mà muốn mua thì mua sát nền. Đây. 24.3 và 25.3. Mình nghĩ sẽ sideways ở trong biên độ này. Còn nếu mà bứt được 25.3 thì tốt quá. Bứt được thì mọi người có thể mua. Thép thì hôm nay thép cũng mình thấy tương đối là cũng không khỏe. Thép không khỏe. Hoa sen sẵn sàng về lại mốc 22.3. Nên là nếu mà ai mà ở có nền, ai mà muốn mua mua hoa sen thì về 22.3 hàng mua. Mình nghĩ vậy. Còn 24 thì lại đang là cản rồi. Còn ví dụ như như Hòa Phát chẳng hạn. Hòa Phát thì ngày hôm nay tới cuối giờ thì lại yếu quá. Đến lẽ ra mà giữ được cái mốc mà trên cái mốc này nè, 28.2 hay 28 chấm, hôm nay là có lúc lên 28.3 lận mà cuối cùng không giữ được, lại giữ ở dưới nền. Nền của Hòa Phát ở đây là 28, đây là mốc cản của Hòa Phát nhé, nên là ở đây thì mình khuyến nghị là không có nên mua, không nên mua Hòa Phát. Nam Kim cũng là nền, đây nền Nam Kim là 24.1. Nếu mà ai muốn mua Nam Kim thì tốt nhất về nền hẳn mua. Tại ở đây Nam Kim nếu mà xét theo tuần đúng không, Nam Kim sẽ có một vùng cản đó là 24.5 và một vùng cản 26.2. Mà nếu mà xét chung ba mã này á, ba mã này chung thì ngày hôm nay yếu, mình thấy hơi yếu. Nên là Hòa Phát thì nếu mà bạn nào mà mua quanh nền 28 thì có, mình nghĩ là ngày mai có thể hạ bớt nếu có những nhịp tăng lên, hạ bớt để an toàn. Thị trường mình fan của mình thì bị reset nên là những cái đường line nó sẽ không có giống như tuần trước. Đây thị trường mình nếu mà đánh như vậy thì mình nghĩ sẽ có 1.205 trước Tết quá. Có thể tuần này sẽ kéo ráng lên trên này. Tại vì vùng, mọi người nhớ cái vùng này mà hồi trước mà mình nói mọi người là có thể căng sọt. Đó là vùng 1.220. Đó. Còn hôm nay thì lên được vùng 1.214 rồi. Trong group mình có nói mọi người nếu mà muốn sọt á, lên trên này sọt thì nó sẽ an toàn hơn. Thì vùng này sẽ là vùng cản khá cứng nhá, là 1.220 sẽ là vùng cản khá cứng của phái sinh. Mình thì mình nghĩ lên một lần thì lại kéo FOMO quá, mình nghĩ là chạm xong rồi sẽ chỉnh lại thôi. Vùng này thì mọi người hạn chế long ạ. MSB thì hôm nay vượt được nền nhưng mà ai mua thì cứ mua thôi, có nền thì cứ mua, ví dụ SHB mua, nhưng mà vẫn còn đang cần sideways cho mày nhé. SHB phải vượt hẳn lên trên này, vượt bây giờ chỉ cần lên khoảng 12.4 là sẽ thoáng hơn, cái chart sẽ thoáng hơn. Hôm nay mình thấy có mã có bạn hỏi về Dixel. Dix thì hôm nay cũng đỏ,
cuối hình như mình thấy là có kê lệnh khá là nhiều lúc mà kéo lên hay 7.7 là có kê lệnh anh em bắt đầu hô. Nhưng mà đích hiện tại về đích này, sell này, đích xanh này, hiện tại thì nói chung xấu thì cũng xấu nhưng mà hiện tại đang sideways, mọi người thấy đang sideways khá là rõ, sell cũng đang sideways chưa có xấu. Nhưng mà để mua mà thời điểm này thì mua thì nó hơi chuối. Mọi người thấy là như như banh nó đang kéo như vậy là hầu như là rút hết tiền ở mid cap lên rồi, mid cap penny là rút sạch luôn, banh kéo quá quá kéo như vậy. Có thêm dòng bán lẻ, mọi người có thể canh tí di động 46.5 mua hoặc là Digi World, mình nghĩ quanh vùng này mọi người có thể nhập hàng được. Rồi ok, mình còn hai phiên nữa là kết thúc nhé, mình nhắc lại còn hai phiên nữa kết thúc. Thì thật ra những phiên mà kết thúc trước một cái kỳ nghỉ lễ, nhất là kỳ nghỉ lễ dài như kỳ Tết Nguyên Đán lần này, thì mọi người nói chung mọi người cứ phòng bị thì tốt hơn. Cứ, mình cái quan điểm của mình là cứ nền, nếu mà mọi người muốn mua thì mọi người sẽ cược mua ở nền, tỷ lệ sống của mọi người cao hơn, tỷ lệ sống nhé. Còn ăn hay không á, nó thuộc vào yếu tố may mắn của mọi người nữa, thật sự ra là sẽ phụ thuộc vào thêm một phần yếu tố may mắn của mọi người. Nên là cứ quản trị rủi ro khi mà thị trường chưa có rủi ro nhé, cứ quản trị rủi ro khi mà thị trường chưa có rủi ro. Còn khi mà thị trường đã điều chỉnh mạnh rồi thì lúc đó đừng có nói về vấn đề quản trị rủi ro nữa. Lúc đó thì mình nên nghĩ tới những cái bài toán khác. Ok, và nhớ like và subscribe nếu thấy video này hữu ích nha mọi người. Ai cần góc nhìn về mã nào mọi người có thể là comment bên dưới, mình sẽ trả lời sớm. Và mình là Minh Master EG, hiện tại bên mình đang nhận ủy thác và đầu tư chứng khoán. Nếu anh chị em nào có nhu cầu mọi người có thể liên hệ qua số Zalo ở phía bên dưới, mình để dưới phần mô tả ha. Và bên mình có nhóm cộng đồng, nếu mà ai muốn tham gia mọi người cũng có thể tham gia luôn. Rồi ok, bye bye mọi người.